Hello, chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Zero. Hôm nay thì mình sẽ cùng anh em là mua cái vé pack của tháng này nha. Mùa giải trước thì mình đã tích game và mình không mua cái mùa giải của con RT. Nên là mùa giải này thì mình đã đủ game để có thể mở khóa được rồi. Và mình sẽ nhận luôn 2750 Super Link ở cấp 1 thứ nhất. Và mình sẽ mua luôn trang phục của con Ambe mà mình khá rất là thích. Đây là trang phục bà chúa tuyết này. Đây là trang phục quý hiếm và các bạn có thể mua với giá 5.000 bling hoặc là 149 gem. Nó đi kèm luôn cả một pin quý hiếm. Và mình cũng sẽ nâng mắc luôn con Ambe này lên level 11. Và mình để mình test cái trang bị thần thoại giảm 20% tốc độ di chuyển của cái bình dầu. Ok, như vậy là mọi trang bị của con Ambe này mình đã có đủ. Và bây giờ mình sẽ test thử hiệu ứng kỹ năng của con tướng Ambe này cũng như là hiệu ứng trang phục của bộ trang phục này luôn. Thì cả phụ kiện và tuyệt chiêu cũng đều có thay đổi nha. Là khi anh em sử dụng thì cái lọ dầu sẽ chuyển thành màu băng của tuyết. Và đòn đánh thường của Ambe cũng thổi ra tuyết luôn. Ok, mình có cả trang bị làm chậm này, mình sẽ đặt luôn cái bình dầu ở đây. Ok, con Liquid nó đi vào này, nó vừa bị làm chậm và vừa bị thiêu đốt này. Wow, cả hiệu ứng thiêu đốt và hiệu ứng ấy đã chuyển sang thành hiệu ứng của bị đóng băng tuyết. Trông rất là đẹp và mình dùng luôn cái phụ kiện này để chặn luôn cái đường đi của kẻ địch. Ok, bạn Bonnie mày lao vào mình này. Tuy nhiên mình đốt luôn. Ok, mẹ có tuyệt chiêu này. Đốt luôn hai bạn 8 bit và ấy quick này. Ok, cả hiệu ứng khi mà ra đóng băng rất là đẹp nha. Hiệu ứng này rất là xứng đáng với mức giá là 149 game. Thì dạo này là mình đang khá là bận và cái mạng của mình nó cũng không ổn định lắm bởi vì mình chơi toàn là giật lag. Và được có hôm nay là mình dùng mạng 4G để quay cho anh em xem bởi vì cái mạng Vietnam PT thì mình không thể nào mà chơi nổi. Thì mình cũng nói luôn về vị tướng Ambe, thì đây là một vị tướng huyền thoại mà anh em phải tốn rất nhiều vé để mở ra. Và kỹ năng của con tướng này thì đòn đánh thường thì anh em có thể nhấn giữ và khi định vị thì nó sẽ bắn đạn liên tục đâm xuyên qua mục tiêu và chỉ khi nào dừng lại khi mà anh em hết đạn thôi. Và vị tướng này có là lượng đạn nhiều nhất trong các vị tướng mà mình từng biết. Ok, như vậy là mình đã thắng luôn được trận đấu đầu tiên. Thì với cái trang bị mới của con tướng Ambe này vừa được có trong bản cập nhật mới thì nó giúp cho vị tướng này trở thành một vị tướng kiểm soát rất là mạnh. Khi mà anh em đặt lọ dầu ra có thể làm chậm 20 kẻ địch và kẻ địch không muốn vào đâu. Bởi vì vào mà anh em chỉ cần đánh thường thôi là bị thiêu đốt, rất là khó chịu. Tuy nhiên con tướng này thì mình thấy là lúc mà chưa ra cái phụ kiện mới này thì con tướng này khá là yếu. Từ từ đang mình bị con Mandy nó dí rồi. Ok, mình núp sau được cái hòm này. Bạn vào đây mình bật luôn cái phụ kiện này. Đây. Ok. Mình bật cái phụ kiện này và mình lấy cái hòm mình chắn xong mình đốt bạn ấy chết luôn. Bạn ấy làm chậm xong rỉa mình gần chết rồi nhưng mình lấy hòm để chắn. Nói tiếp thì mặc dù vị tướng này rất khỏe và có rất nhiều đam, tuy nhiên thì đòn đánh khá là phụ thuộc vào việc auto aim bởi vì kỹ năng của tướng này anh em có thể dùng auto aim cũng được và không hữu dụng lắm và chỉ được dùng nhiều trong những map phá két hoặc là cấm địa dùng để kiểm soát. Còn về phụ kiện thì mình nghĩ là anh em nên sử dụng phụ kiện thứ nhất nhiều hơn, là khi mà kích hoạt thì anh em sẽ được tăng tốc độ di chuyển và tạo ra một vùng dầu qua những chỗ mà anh em đi qua và nó cũng gây cả sát thương lẫn khả năng làm chậm từ trang bị giống hệt như tuyệt chiêu. Còn cái phụ kiện thứ hai thì mình thấy không được hữu dụng cho lắm khi mà nó chỉ tạo ra 3 ngọn lửa và gây 500 sát thương. Có thể ngọn lửa này xoay tròn và không có nhiều điều đặc biệt lắm và nó chỉ có tác dụng khi mà anh em đối đầu với những tướng tay gần nên là ít được sử dụng. Còn về sức mạnh sao thì sức mạnh sao thứ nhất mà khi anh em dùng thì nó cho phép anh em tạo ra được hai vũng dầu. Tức là khi anh em dùng vũng dầu này thì em có thể đặt tuyệt chiêu tạo ra vũng dầu khác. Không như bình thường là mình sẽ bị mất vũng dầu sau khi mà đặt vũng dầu tiếp theo. Điều này giúp cho Ambe có lợi hơn, tạo ra được kiểm soát được rộng hơn và thứ hai là nó có thể hồi lại được super khi anh em đi trên vũng dầu này. Còn sức mạnh sao thứ hai thì khi anh em đi trên vũng dầu thì sẽ được hồi lại đòn đánh thường. Thôi chết rồi. Anh sinh tồn từ nãy giờ mà con mắc này nó lại có 12 ngọc và còn có đúng mình mắc ở trên bản đồ thôi. Mình thì chỉ có 5 ngọc và không thể nào mà rỉa được con mắc này được. Nó có 12 ngọc, cấu rất là đau. Và con mắc này cũng rất khôn khi mà né tránh những cái vũng dầu của mình. Ok, mình sẽ đặt ở đây làm chậm này. Và thôi chết rồi, bo đang thu rồi.
mà mình con mắt này cứ gì làm sao chơi được. À rồi, bạn đốt trượt rồi. Thôi, mình không thể nào mà chơi lại được rồi. Đành phải lấy top 2 thôi. À, tiếp tục thì chúng ta đến với trận đấu thứ 3 là mình chơi trong điệu bóng. À, khi anh em chơi trong cái chế độ bóng thì Ame cũng có rất là nhiều điểm lợi khi mà vũng dầu anh em có thể kiểm soát được vùng bóng, và thứ hai là khi mà anh em có cầm bóng đá sẽ không bị mất viên đạn, hoặc là anh em cũng có thể dùng con tướng này để kiểm soát trong chế độ vơ vét ngọc. Tuy nhiên thì hữu dụng nhất và mạnh nhất đối với Ame thì có lẽ chỉ có chế độ cấm địa là phù hợp nhất, có khả năng kiểm soát rất khó chịu. À, qua chạy trận đấu này thì team mình có Mark này và có cả Tara, team bạn có Quạ, có Thần Đèn và có Phang. Ok nha, bạn Quạ này cấu rỉa mình rất là khó chịu từ nãy giờ nha. Ok, Quạ chạy rất nhanh nha, mình có thể chiêu này, mình sẽ đốt luôn con Thần Đèn này. Vâng, và mình trúng luôn rồi. Và lượng năng đốt của con Ambe này cũng rất là đau nha. À, khoảng đâu đó là nếu như mắc hình như là khoảng là 2900 dam, một lượng dam rất là lớn. Ok, bạn Phang cũng có thể chiêu này, mình phải cẩn thận nếu như bạn ấy lao vào. Ok, như vậy là Phang đã lao trượt và Quạ đang cố định nhảy nhưng bị vướng tường rồi. Tara có tuyệt chiêu và Tara dùng tuyệt chiêu để phá lớp tường và mình đá chuyền bóng của Tara. Tuy nhiên thì lại không có bàn thắng nào được ghi khi mà kẻ địch đã chặn được đòn đánh. Ok, như vậy anh em có thể thấy là mình tạo ra được tận 2 vùng dầu và kiểm soát rất là khó chịu. Và mình cũng sẽ đi luôn sau cái bức tường này để vừa hồi được cả tuyệt chiêu và vừa hồi được máu luôn. Và cái vùng dầu bục kia này cũng sẽ chặn được một lối kẻ địch đi vào để ghi bàn. Ok, như vậy là mình đã đốt chết được Quạ. Và team mình đã có lợi thế láo lên, mình cũng có luôn cả tuyệt chiêu và mình đốt được Phang rồi. Phang đang bị đốt và đang thấp máu, team mình đang dồn lên và Quạ team bạn đã ra rồi. Quạ vừa ra thì bị ta ra nấp sau bức tường và mình cấu rỉa cho chết luôn rồi. Bạn ấy vừa ra sống chưa được 5 giây. Ok, như vậy team bạn còn 2 người và team mình đang dồn lên rất là cao rồi. Mình tạo luôn cái vùng dầu để chặn đường này. Ô thôi xong rồi, con chặn vừa lên thì con Quạ nó cấu đau quá. Ok, có vũng dầu của mình team bạn đi qua rất là khó chịu khi bị làm chậm 20%. Và như vậy là Tara đã giết được Quạ rồi. Và còn giết được cả Thần Đèn không? Ô, như vậy là không giết được Thần Đèn rồi. Và còn lại Phang thôi. Phang hình như có tuyệt chiêu nhưng mà chưa dám lao lên. Và ok, Quạ đốt này. Ơ, bạn Quạ mà làm gì mà lại đi vào vũng dầu của mình nhỉ? Ok, mình lại có tuyệt chiêu này. Mình sút bóng lên chỗ này này, tại địch này mình sẽ đốt luôn cả 2 người. À, bạn Phang nhanh thế, nếu may thì mình có thể đốt luôn cả 3 người nhưng bạn Phang chạy qua mất rồi. Và như vậy là Thần Đèn có nhưng mà Thần Đèn lại kéo Tara thay vì mình. Như vậy là báo có thể ghi được bàn không? Vâng, và mình cũng đã thắng ở trận đấu này và chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi và team bạn không thể nào lật kèo được rồi. Như vậy là mình cũng có thể nắm chắc trận đấu mình thắng rồi. Và video này mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.